Trọng chào mừng quý cô bác, anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Trên màn hình các bạn đang quan sát đây là ba cái mẫu đèn LED ốp trần 18W. Đấy, cực kỳ là đẹp và chất, dùng cho anh em sử dụng trong gia đình, thì các bạn có nhu cầu có thể liên hệ tới số điện thoại của Phạm Huấn đây. Đấy, các bạn quan sát ba cái mẫu này nhá. Mẫu đầu tiên là mẫu hình tròn này. Đấy, mẫu hình tròn. Các cái mẫu đèn này thì đều là 22 cm các bạn nhé. Đấy, đường kính là 22 cm và chiều sâu của nó là 3 cm các bạn nhé. Đấy, kích thước như nhau, 22 cm và chiều sâu là 3 cm. Một cái con đèn LED. Đấy, bên ngoài thì bằng nhôm và bên trong thì bằng mica. Đấy, màu sắc cực kỳ là đẹp, trang nhã luôn, màu trắng luôn, rất là nổi luôn. Đó, đây là con hình tròn màu trắng, đây con hình vuông màu trắng đây, các bạn quan sát này. Đây là con này, là con hình vuông màu trắng này. Đấy, hàng cực kỳ là đẹp, chất lượng luôn. Bên ngoài thì bằng thép. Đấy, xin lỗi các bạn, bên ngoài thì bằng thép sơn tĩnh điện và bên trong thì bằng mica nhé. Đấy, có cái phần cục đổi nguồn luôn cho các bạn luôn. Đó, tiếp theo là con màu đen. Đây, con này con màu đen này, cũng đường kính là 22 và cái này là 3 cm. Đấy, kích thước chuẩn cho các bạn sử dụng trong gia đình mình. Đèn thì siêu sáng luôn. Đó, rất là ok luôn cho anh em và các bạn sử dụng nhé. Mình sẽ cắm thử một con cho các bạn xem luôn. Đó, các bạn có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn kỹ hơn cho các bạn về dòng sản phẩm của bên mình. Mình sẽ cắm thử. Đây, mình cắm thử một cái con màu đen này, nó sáng quá đâm là cái ánh camera nó bị phản luôn các bạn nhá. Đấy, nó bị phản ngược lại cái camera của mình luôn. Đèn nói chung là nó quá sáng đây, các bạn xem xét này. Đó, rất là sáng luôn các bạn nhá. Rồi, xin chào lại các bạn ở video sau.